Mỹ làm lành Iran do e ngại nguồn dầu Iraq giảm. Brazil, du khách dở khóc dở cười khi thuê phòng ở Manaus. Chứng khoán thế giới vẫn loay hoay tìm xu hướng. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Thưa quý vị, giá dầu thô Brent đã lên đến mức kỷ lục từ 9 tháng qua, đạt mức 113 đô la một thùng giữa lúc quân nổi dậy dòng Sunni đang làm mưa làm gió ở Iraq. Cùng với đó là nỗi lo xuất khẩu dầu từ Iraq, quốc gia lớn thứ hai trong khối các nước xuất khẩu dầu mỏ của OPEC có thể sẽ bị ngưng. Giá dầu một lần nữa lại tăng cao, dầu thô Brent đạt đỉnh 113 đô la một thùng. Iraq là một trong những nhà xuất khẩu và sản xuất dầu lớn nhất thế giới và đứng số 2 trong khối OPEC, chỉ sau Iran. Ngay cả khi sản lượng dầu của Iraq giảm nhẹ cũng gây tác động lớn đến giá dầu. Chúng tôi đã sẵn sàng cho nhiều vụ xung đột khác. Tình hình ở Libya đã khiến thị trường mất khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày và một nửa triệu thùng khác cũng bị giảm đi do những trừng phạt nhắm vào Iran. Nhưng Iran hiện đứng trước khả năng sẽ thoát khỏi trừng phạt từ phương Tây nhờ phong trào của các chiến binh Sunni trỗi dậy. Thậm chí giữa Iran và Mỹ đã diễn ra một số cuộc thảo luận. Ông Darren Sinden từ quỹ đầu tư Titan cho biết điều này không hề được nhắc đến chỉ một vài tháng trước. Đây là một lãnh thổ ít được biết đến bởi mối quan hệ giữa hai nước lâu nay vốn rất lạnh lẽo. Nhưng Iran dường như đã tìm được một giải pháp tạm thời và tôi nghĩ cả vàng và dầu sẽ tiếp tục tăng giá. Vàng có thể trở lại mức 1.300 đô la một ounce và chúng ta có thể thấy dầu sẽ tăng trong thời gian ngắn tới. Gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt đối với Ukraine sau khi nước này không thể trả nợ 1,95 tỷ đô la đúng hạn vào ngày 16 tháng 6, cũng như không chịu thanh toán trước các khoản mới. Căng thẳng leo thang khiến nhiều người lo ngại nguồn cung khí đốt đối với phần còn lại của châu Âu cũng có thể bị gián đoạn. Thật khó có thể tin được mọi chuyện chỉ bắt đầu vào 6 tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Tổng thống bị lật đổ Yanukovych đã ký một thỏa thuận giảm giá khí đốt cho Ukraine đến 30%. Nhưng giờ đây, Ukraine đang rơi vào khủng hoảng năng lượng giá rẻ. Nhà xuất khẩu khí đốt Nga Gazprom thông báo Ukraine sẽ không được cung cấp ga nữa trừ khi nước này phải trả tiền trước. Họ đã được cung cấp những điều kiện hết sức ưu đãi, ngay cả khi đem so sánh với việc hợp tác khí đốt trong các đời tổng thống trước. Tuy nhiên họ đã không đồng ý với điều kiện này dẫn đến một cuộc khủng hoảng khí đốt thật là đáng thương. Tối hậu thư được đưa ra sau khi EU không đạt được một thỏa thuận mới. Nga muốn trở về mức giá cũ vào năm 2009, trong khi Ukraine muốn có được mức giá do ông Putin và Covid thỏa thuận hoặc cao hơn một chút. Hai bên bất đồng ý kiến trong vấn đề trả nợ 1,9 tỷ đô la, một phần trong khoản nợ tổng thể lên tới 4 tỷ đô la mà Ukraine phải trả cho Nga. Giờ đây cả hai phía đều cho biết sẽ kiện về điều này. Trong khi những biến động tại Iraq đang khiến cho giá năng lượng tăng cao, thì việc Nga cung cấp khoảng 15% nhu cầu ga của châu Âu thông qua Ukraine cũng đang khiến cho các nước phương Tây phải lo lắng. Chúng tôi muốn nói, các bạn Nga, chúng tôi cần ga của các bạn và các bạn đã có được những lợi thế nhất định, vậy hãy đặt xung đột sang một bên. Bên cạnh đó, việc xung đột sẽ chỉ gây tác động tiêu cực tới thị trường. Gazprom khẳng định, nguồn cung khí đốt sang châu Âu sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng EU vẫn chuẩn bị mở một cuộc thảo luận bàn tròn với việc xung đột không có dấu hiệu chấm dứt, ông Darren Sinden của quỹ đầu tư Titan cho rằng EU cần có những động thái can thiệp nhất định. Tôi có thể hình dung tình huống sẽ đi theo hướng EU sẽ phải đóng một vai trò trung gian, đảm bảo khoản nợ cho Ukraine và xoa dịu Nga. Hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu. Kho dự trữ khí đốt của EU vẫn khá dồi dào sau một mùa đông ấm áp. Tuy nhiên, nếu như căng thẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục tăng, thì mọi chuyện sẽ không còn được như vậy. Tập đoàn Airbus và Safran đã đồng ý liên doanh 50-50 trong lĩnh vực tàu không gian, trong đó Airbus tập trung vào hệ thống phóng, còn Safran tập trung vào phần đẩy. Theo các chuyên gia, động thái này sẽ giúp họ tăng khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ giá rẻ mới. Airbus và công ty kỹ thuật Pháp Safran đang liên kết với nhau nhằm mục đích bảo vệ ngành kỹ thuật không gian của châu Âu trước sự cạnh tranh từ Mỹ. Chúng tôi sẽ đạt được hiệu quả kinh tế trong giai đoạn thiết kế cũng như trong quá trình sản xuất và vận hành. Liên minh này được thành lập từ lời kêu gọi của Airbus tăng cường các mối quan hệ đối tác bên ngoài, trong đó Airbus tập trung vào hệ thống phóng, còn Safran tập trung vào phần đẩy. Chúng tôi muốn nói điều này là hết sức cấp thiết trong quá trình cạnh tranh. Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà sự lớn mạnh của ngành hàng không mang tính quyết định, sự cạnh tranh thúc đẩy chúng ta phải thay đổi. Thỏa thuận hợp tác đã khiến cho cổ phiếu của hai công ty đều tăng 0,5%, nhưng châu Âu vẫn phải cạnh tranh với công nghệ khám phá không gian giá rẻ của Mỹ. Ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thành phố London, bắt đầu chuyến thăm chính thức ở Anh kéo dài 3 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên dự định ký một loạt thỏa thuận hợp tác trị giá 30 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên ông Lý Khắc Cường đến thăm Anh kể từ khi nhậm chức làm Thủ tướng Trung Quốc vào tháng 3 năm ngoái và là sự kiện ngoại giao quan trọng tiếp theo giữa Trung Quốc và châu Âu. Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với giới chức Anh về các vấn đề song phương và các vấn đề hai bên cùng quan tâm như năng lượng, giáo dục, đồng thời nhấn mạnh cần tạo đà mới và xác định đường hướng để thúc đẩy mối quan hệ song phương trong thập kỷ tới. Thúc đẩy kinh doanh giữa hai nước là mục tiêu chính của chuyến viếng thăm. Trung Quốc xem kinh tế Anh là nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất tại châu Âu, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn được tham gia vào dự án hạt nhân và đường sắt. Trong thời gian ở Anh, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ gặp gỡ Thủ tướng Anh, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị cùng hơn 200 chính trị gia cao cấp khác, bác bỏ mọi tin đồn trước đó, cho rằng phía Trung Quốc đã đe dọa hủy cuộc gặp. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, chuyến công du của ông Lý Khắc Cường sang Anh là một tín hiệu tốt cho thấy hai nước đang cố gắng vượt qua thời kỳ căng thẳng trong quan hệ song phương, bắt nguồn từ một số bất đồng liên quan đến vấn đề Tây Tạng hồi tháng 5 năm 2012. Thưa quý vị, những thay đổi về thủ tục cấp visa mới đây sẽ giúp người Trung Quốc đi du lịch đến Anh dễ dàng hơn. Động thái này được cho là kết quả của áp lực từ các nhà bán lẻ và doanh nghiệp châu Âu muốn thu hút những vị khách giàu có này. Sefric coi trọng dịch vụ khách hàng. Nhân viên của họ có thể nói được rất nhiều ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hoa. Nhưng Anh không thể nào hấp dẫn nhiều du khách Trung Quốc như mong muốn do phần nhiều ở thủ tục visa rất phức tạp. Năm ngoái, không đầy 300.000 visa Anh đã được cấp cho người Trung Quốc chỉ bằng 1 phần 8 so với số visa vào Pháp. Anh muốn thay đổi để thủ tục visa trở nên đơn giản hơn. Hiện tại, mẫu đơn phải điền để xin visa Schengen ít nhiều cũng tương tự như mẫu đơn xin visa vào Anh. Nhưng đương đơn phải điền hai bản, đó là một tờ đơn dài 15 trang. Giờ đây chỉ cần điền vào một bản là được. Du khách Trung Quốc được tiếp cận dịch vụ visa trong vòng 24 giờ, và cũng là lần đầu tiên mẫu đơn có cả tiếng Hoa, chứ không chỉ có tiếng Anh như trước. Số du khách Trung Quốc chi khoảng 700 bản mỗi lần giao dịch cũng cao hơn so với đến từ các nước khác. Nhờ vậy, các nhà bán lẻ tỏ ra rất vui mừng. Họ là nhóm khách du lịch chi tiêu tiền nhiều nhất, cho nên chúng tôi muốn chắc rằng có thể thu hút họ đến đây, bởi chúng tôi biết khi đến đây, họ sẽ mang lại những lợi ích kinh tế khổng lồ. Việc thay đổi thủ tục visa được công bố nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc đến Anh với lịch làm việc nhấn mạnh vào thương mại và đầu tư. Các nhà bán lẻ hy vọng người Trung Quốc đổ tiền vào lĩnh vực này. Thực tế, chi tiêu của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng 90% từ nay đến năm 2018, đạt mức 6.000 tỷ đô la. Và như vậy, chỉ cần một phần nhỏ trong số đó cũng đủ khiến các nhà bán lẻ Anh vui mừng. Vừa rồi là phần 1 của bản tin thế giới. Tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung đáng chú ý. Brazil, du khách dở khóc dở cười khi thuê phòng ở Manaus. Nhiều hiểm nguy rình rập trẻ em nhập cư trái phép vào Mỹ.